Thưa quý vị và các bạn, bánh trưng là món bánh trưng truyền thống từ bao đời nay của nhân dân ta. Món bánh này cũng là món không thể thiếu trong mỗi bữa cỗ cổ, cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Câu chuyện tưởng chừng không có thật mà lại xuất hiện đúng là chẳng ai ngờ. Dù cô gái này đã mua bánh trưng của người quen mà vẫn vớ phải chiếc bánh thật là tệ. Bánh trưng là món ăn quen thuộc của người Việt không chỉ vào Tết Nguyên đán mà còn cả khi gia đình có dỗ chạp hoặc là muốn ăn chơi vì lý do thời hiện đại nhà cửa chật trội lại muốn tiện lợi nên nhiều người đã chọn cách mua bánh luộc sẵn thay vì tự gói tự nấu như truyền thống và từ đây cũng có nhiều cảnh giờ khóc giờ cười thậm chí muốn nổ tung cái đầu chỉ vì chất lượng bánh quá tệ Cô nàng chủ nhân Facebook Trần Võ Tường Vi dưới đây cũng là người gặp phải tình huống nói trên khi ngày vừa qua đã đi mua chiếc bánh trưng về cúng dỗ bà. Nhưng thay vì đáp ứng mong mỏi của cả nhà là được ăn bánh trưng hưởng không khí đầm ấm trước Tết khi con cháu vui vầy trong đám rỗ, thì khi bóc bánh ra, ai ai cũng phải nổi da gà vì bỗng dưng lại thấy trình hình xác của một con dết to đùng, đen xì ngay ở góc bánh. Sau khi mang hình ảnh này lên mạng, nhiều người đã không khỏi lắc đầu ngao ngán với chất lượng thực phẩm ngày nay. Mua được cái bánh trưng về thắp hương ông bà thì thấy thế này, gần Tết rồi, nhà nào định mua thì nghĩ lại, chắc tự gói đi cho lành các bạn nhé. Tường Vi đã viết kèm clip cảnh báo mọi người sau khi được tận mắt chứng kiến cảnh ngoạn mục của chú Z. Quả đúng là ngày nay, thực phẩm thật khó mà tin được thứ gì, trừ khi là của nhà làm ra. Cư dân mạng đã ngay lập tức không thể nhịn được bình luận mà vào để chia sẻ cùng với Tường Vi với những dòng viết nửa đùa nửa thật khiến cô nàng có đọc chắc cũng phải bật cười theo. Bạn Dương Hồng Trang bình luận: Bạn vẫn còn may mắn chán, vì nhìn thấy hẳn cả con, chứ đang ăn mà nhìn thấy nửa con mới là nguy nhé. Hay như nick Thanh Phạm cũng đồng ý kiến. Nó còn gói ở ngoài cho mình thấy, nó mà bọc bên trong, mình cắn được nửa thân nó mới thấy thì đánh răng cả tháng tớ tưởng bánh trưng chỉ có nhân thịt thôi, ai rẻ giờ có thêm nhân này. Tường Vi chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô đi mua bánh trưng từ khi về làm dâu Hải Phòng và đây cũng là chỗ mà mẹ chồng cô hay mua. Bà vốn khó tính nên cũng đã chọn chỗ uy tín để mua bánh trưng, nhưng không ngờ lần này lại gặp chiếc bánh tệ đến thế. Em mua chiếc bánh này giá 35k ở chỗ quen của mẹ chồng em, nhưng hình như họ cũng lấy bánh ở một số cơ sở khác rồi đem về bán nên chẳng biết thế nào chỉ thấy là lúc bóc bánh ra nhìn thấy con rết ai cũng phải phát sợ phải vứt bánh đi ngay tức khắc không dám động đến nữa mẹ chồng em cũng không mang trả bác bán hàng vì sợ mất lòng thôi lấy đó làm kinh nghiệm và lần sau tránh ra là được thôi ạ à. đúng là đồ đi mua không biết thế nào mà lần nhưng bạn phương trang tuy không gặp tai nạn với bánh trưng nhưng cái lần mua bánh bông lan cũng khiến cô nàng tá hỏa Lúc trước tớ đi mua bánh bông lan, hẳn nguyên con thằn lằn bự tổ nằm chính giữa cái bánh. Tớ ăn hết nửa cái bánh mới thấy nó đang nằm đấy, sợ quá. Vấn đề thực phẩm bẩn vẫn luôn nhức nhối trong dư luận. Vì lẽ đó, rất nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tự gói bánh trưng ăn Tết, vừa đảm bảo hợp vệ sinh, vừa ngon miệng, lại đúng theo phong tục truyền thống. Nhiều dân mạng ngay lập tức đã trêu từng vi khi khoe ngay sản phẩm bánh trưng ngon lành nhà họ tự gói. Có lẽ phải nghĩ đến phương án an toàn này thôi. Tại Hà Nội, đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội đã bất chợt kiểm tra tại một số điểm kinh doanh rượu bia, bánh kẹo, bánh trưng do trả trên địa bàn Hà Nội và phát hiện nhiều cửa hàng không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ sống và chín để lẫn với nhau. Lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất một số hộ, cơ sở sản xuất do trả và chợ có kinh doanh giết mổ gia cầm để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện khu vực sản xuất trả không đảm bảo vệ sinh có nhiều chất phụ da, nguyên liệu làm giò, chả không đảm bảo vệ sinh an toàn, cũng như không có nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, hàng trăm bánh trưng bán cho khách để trên mặt sàn bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Giấy phép về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở này đã hết hạn, nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh. Trước những sai phạm trên, lực lượng chức năng đã đề nghị Tri Cục An toàn Thực phẩm Hà Nội đóng cửa tạm thời cửa hàng vi phạm và xử phạt theo quy định. Được biết, đã có hàng nghìn cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhất là thực phẩm Tết đã được thanh kiểm tra, trong đó 50% cơ sở vi phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ tính riêng Hà Nội đã kiểm tra gần 1.330 cơ sở sản xuất, 570 cơ sở bị xử phạt hành chính, với số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật theo dõi những tin tức mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.